à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện tải ngay về danh chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toàn lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 35 ôn tập đo lường tiết 1 chúng ta sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập đầu tiên nhé Bài số 1 điền đúng hoặc sai vào các ô trống sau đây. Mình sẽ cùng với cô quan sát nào. Ở đây cô có hai chiếc cân đúng không ạ? Chiếc cân, chiếc cân đầu tiên chúng mình thấy là hai đĩa cân này thì đang ở vị trí không căng bằng. Đúng không? Và chú ý cho cô này, đĩa cân nào ở vị trí thấp hơn thì có nghĩa là đồ vật trên đĩa cân đó sẽ nặng hơn. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đọc câu hỏi nhé. Câu A nào quả bí ngô nặng hơn quả bưởi. À, ở đây cô sẽ có hai đĩa cân. Bên trái là quả bí ngô, còn bên phải của cô thì là quả bưởi. Quả bí ngô ứng với đĩa cân này thì đang ở vị trí thấp hơn, đúng không ạ? Thế như vậy là quả bí ngô chắc chắn là nặng hơn quả bưởi. Vậy câu A sẽ là câu đúng. Câu B nào? Quả bưởi nặng hơn quả cam. À, cô lại có chiếc cân thứ hai này ở chiếc cân thứ hai thì cô thấy là đĩa cân bên phải thấp hơn có nghĩa là đồ vật trên đĩa cân bên phải sẽ nặng hơn đúng không nào vậy có nghĩa là quả bưởi sẽ nặng hơn quả cam là một câu chính xác câu c quả cam nặng hơn quả bí ngô à, phần này chúng mình lại phân tích một chút cho cô này ở đây thì cô có là quả bí ngô nặng hơn quả bưởi Quả bưởi thì lại nặng hơn quả cam Thì theo đúng như tính chất bắc cầu thì chúng mình phải có quả bí ngô nặng hơn quả cam chứ Đúng không nào? Như vậy làm sao mà quả cam lại nặng hơn quả bí ngô được? Đúng không? Vậy câu này là câu Câu sai Hỏi bài số 2 Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm sau đây 48 kg cộng 35 kg vì ở đây là cùng đơn vị nên các con chỉ cần thực hiện cộng hai số lại với nhau. Có nghĩa là chúng mình sẽ chỉ cần lấy 48 cộng 35, sau đó hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm còn thiếu, được không nào? Rồi cô sẽ có 48 kg cộng 35 kg bằng 83 kg. Tương tự, 65 kg trừ 27 kg bằng 38 kg. Được chưa nào? Rồi chúng mình sẽ cùng câu chuyển sang bài số 3 nào. Hãy quan sát bức tranh sau. A nhỏ. Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm sau đây. Với chiếc cân đầu tiên, chúng ta thấy là À cô có hai đĩa cân đúng không ạ? Hai đĩa cân này và hai đĩa cân này thì đang ở vị trí thăng bằng. Như vậy là bao gạo này sẽ nặng bằng hai quả cân này. Đúng không? Vậy chúng mình sẽ cần điền cho cô số thích hợp vào đây là gì nhỉ? Quả cân 2 kg, cô sẽ điền số 2. Cộng với quả cân 5 kg, chúng mình điền số 5. Cô thu được kết quả bằng 7 kg. Điều đó đồng nghĩa với việc là túi gạo sẽ cân nặng 7 kg. Đúng chưa? Rồi, cái tiếp theo nào. Tiếp theo quan sát cho cô và chiếc cân. Trên chiếc cân này thì cô có một quả cân 2 kg và một chú thỏ đúng không? Quả cân 2 kg cộng với chú thỏ thì sẽ bằng 6 kg, đúng chưa nào? Chúng mình nhìn vật cân nhé. Vạch của cô đang chỉ đến số 6 này. Vậy chúng ta sẽ có 6 trừ đi trừ đi 2 thì sẽ bằng 4. Như vậy con thỏ sẽ cân nặng 4 kg. Vậy thì ý B nào? Cả túi gạo và con thỏ sẽ cân nặng bao nhiêu kg? À ở ý A thì cô đã tìm ra được. Túi gạo thì cân nặng 7 kg. Còn con thỏ thì cân nặng 4 kg. Như vậy là cả túi gạo và con thỏ sẽ cân nặng 7 cộng 4 bằng 11 kg. Rất là đơn giản phải không nào? Rồi bài số 4. Con lợn cân nặng 42kg Con chó nhẹ hơn con lợn 25kg Hỏi con chó cân nặng bao nhiêu kg? À, ở đây chúng ta thấy là gì đấy nhỉ? Con chó thì lại nhẹ hơn con lợn Thế như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng cho cô phép tính Phép tính trừ nhé Rồi cô sẽ có Con chó cân nặng số kg là 42-25 bằng 17 kg. Đáp số 17 kg. Và chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang bài tập cuối cùng trong tiết 1, bài số 5. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có bốn con dê muốn sang sông để ăn cỏ. Robot nói rằng thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất là 51 kg. Hỏi ba con dê nào sau đây không thể cùng nhau sang sông? đáp án A mình sẽ cùng cô kiểm tra à, bước đầu tiên là các con sẽ phải thực hiện cộng số cân nặng của ba con dê này lại đúng không nào nếu như bằng 51kg hoặc dưới 51kg thì ba con dê đó có thể sang sông còn nếu như lớn hơn 51kg thì chiếc thuyền không thể chở được đúng không như vậy là ba chú dê đó sẽ không thể sang sông rồi vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng cô thực hiện cộng nào đáp án A ba con dê cân nặng 15 kg 17 kg và 19 kg. Cô sẽ có 15 cộng 17 cộng 19 bằng 51. Vậy là ba con dê này có thể sang sông đúng không nào? Ở đáp án B nào. Ba con dê cân nặng 16 kg, 17 kg và 19 kg. Cô lấy 16 cộng 17 cộng 19 bằng 52. 52 thì lại lớn hơn 51 mất rồi Như vậy đáp án ở đây chắc chắn là đáp án B Đúng chưa nào? Tuy nhiên chúng mình sẽ kiểm tra nốt cho cô đáp án C nhé ba con dê cân nặng 15kg, 16kg và 17kg Cô có 15 cộng 16 cộng 17 bằng 48 48 thì nhỏ hơn 51 Như vậy là có thể sang sông và đáp án của cô ở đây chính là đáp án B. Ba con dê này không thể sang sông vì vượt quá số cân nặng mất rồi. Được chưa ạ? Như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 5. Và đây là bài tập cuối cùng kết thúc tiết 1 của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toán lớp 2. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 35, ôn tập đo lường tiết 2. Và chúng ta sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập đầu tiên, bài số 1. Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm sau đây. Có 3 bình chứa đầy nước. Bạn Mai đã rót hết nước ở các bình sang đầy các ca 1 lít. Thì được số ca 1 lít tương ứng như hình vẽ. a nhỏ mình hãy điền cho cô xem là bình A, bình B và bình C mỗi bình chứa được bao nhiêu lít nước. Ở đây đề bài đã cho các con rằng bình A chứa được 7 lít nước. Đúng không nào. Chúng mình sẽ cùng cô đếm các ca. Mỗi một ca thì là một lít nước. Như vậy có bao nhiêu ca thì sẽ ứng với bấy nhiêu lít nước. Đúng không ạ? chúng ta sẽ cùng cô đếm ở ở bình B nào. Bình B thì cô rót được mấy ca đây ạ? 1, 2 3 4 và 5. Như vậy bình B cô rót được 5 ca tương ứng với 5 lít nước. Bình C nào. Cô có 1 2 3 và 4. À bình C thì cô rót được 4 ca nước tương ứng với 4 lít nước. Đúng chưa nào? Ý B nào. Cả 3 bình chứa được bao nhiêu lít nước? Ở trên thì cô đã tìm được bình A chứa được 7 lít rồi, bình B được 5 lít và bình C được 4 lít. Như vậy để tính được cả ba bình chứa được bao nhiêu lít nước, các con chỉ cần sử hiệu. Sử dụng cho cô phép tính cộng. Chúng ta lấy 7 cộng mấy nhỉ? Cộng 5 cộng 4 và cô sẽ thu được kết quả bằng 16 lít nước. Vậy cả ba bình chứa được 16 lít nước. Được chưa nào? Rồi bài số 2. Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm sau đây. A nhỏ, mình sẽ điền cho cô các kết quả thích hợp đúng không nào? 25 lít cộng 30 lít thì bằng bao nhiêu lít? Vì ở đây đều đã cùng đơn vị rồi nên các con chỉ cần thực hiện cộng các số lại với nhau thôi. Ví dụ ở ý đầu tiên, cô có 25 cộng 30 bằng 55, đúng chưa nào? Tiếp tục nào. 55 lít trừ 30 lít bằng 25 lít. 55 lít trừ 25 lít bằng 30 lít. 40 lít cộng 20 lít bằng 60 lít. À, phần này hơi khác một chút này. Mình sẽ phải tìm cho cô xem là số nào. Trừ đi 20 để bằng 40. Muốn tìm số bị trừ, các con sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Đúng chưa nhỉ? Như vậy cô sẽ lấy 40 cộng với 20 bằng 60. Vậy số cần điền đây chính là 60. Và tương tự như ở đây cũng vậy, cô sẽ lấy 20 cộng với 40 bằng 60. Đúng chưa nào? Ý B nào. 37 lít cộng 4 lít trừ 20 lít bằng bao nhiêu lít? Với ý B các con sẽ thực hiện cho cô các phép tính lần lượt từ trái qua phải Ở đây thì đều đã cùng đơn vị hết rồi Nên các con chỉ cần cộng trừ các số lại với nhau thôi đúng không? Ví dụ cô sẽ có 37 cộng 4 được bao nhiêu Sau đó các con sẽ trừ đi 20 Được không nào? Thì như vậy cô sẽ thu được kết quả bằng 21 lít Và ý cuối cùng 53 lít trừ 8 lít cộng 30 lít bằng 75 lít. Được chưa nào? Rồi, bài số 3. Lớp 2A có 18 bạn tham gia học bơi. Số bạn tham gia học hát thì nhiều hơn số bạn tham gia học bơi là 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát? Nào chúng mình sẽ cùng suy nghĩ cho cô nào. Số bạn tham gia học hát thì lại nhiều hơn số bạn tham gia học bơi, có nghĩa là chúng mình sẽ sử dụng cho cô phép tính cộng nhé. Rồi cô sẽ có này. Lớp 2A có số bạn tham gia học hát là 18 cộng 3 bằng 21 bạn. Đáp số 21 bạn. Được chưa nhỉ? Ờ, chúng mình cùng chuyển cho cô sang bài cuối cùng của ngày hôm nay. Bài số 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong thùng có 20 lít nước. Múc hết nước từ thùng rót đầy vào các can thì có thể rót vào đầy tất cả các can trong phương án nào sau đây? Ở đây cô có 3 đáp án. Như vậy để biết được là đáp án nào chúng mình sẽ phải sử dụng cho cô các phép tính cộng đúng không? Để thực hiện cộng số lít trong các can này lại. Xem là can nào có số lít nước bằng 20 thì phương án đó chính là phương án thỏa mãn. Được chưa nhỉ? Và chúng mình sẽ cùng cô đi cộng nhé. Đáp án A, các con sẽ lấy 3 cộng 10 cộng 5 cộng 2 bằng 20. Đáp án B lấy 2 cộng 5 cộng 15 bằng 22. Và đáp án C là 10 cộng 2 cộng 3 cộng 6 bằng 21. À sau khi mà cô thực hiện cộng xong này thì các con có thể thấy ngay chỉ có duy nhất phương án A là thỏa mãn đủ 20 lít nước thôi đúng không? Còn phương án B là 22 lít này. Phương án C thì lại là 21 lít. Tuy nhiên trong thùng chỉ có 20 lít thôi. Vậy nên phương án B và C không thỏa mãn. Ở đây cô sẽ chọn phương án A. Được chưa nhỉ? Rồi vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học về rách